Lễ khai giảng ở Duy Tân có gì? Có MC xinh đẹp dẫn chương trình. Có các nhân viên thân thiện và có trách nhiệm cao, làm việc chuyên nghiệp. Ở Duy Tân còn có các bạn học sinh rất năng động, lễ phép và chăm chỉ học tập. Bài phát biểu của vị đại diện trung tâm gửi gắm đến các bạn học sinh, chúc các bạn thành công trên con đường tương lai. Ngoài ra, trong buổi lễ, các thầy cô của trung tâm cũng đã có các phần thưởng dành cho các bạn học sinh, khen thưởng các bạn đã cố gắng học tập cũng như khuyến khích tinh thần học hỏi của mọi người. Các bạn học sinh nêu cảm nhận của mình trong quá trình học tập tại trung tâm và gửi lời cảm ơn đến các thầy cô. Đến với Duy Tân, các bạn sẽ có cơ hội nhận được các phần quà vô cùng hấp dẫn, được học tập dưới sự giảng dạy tận tình của các thầy cô, đảm bảo môi trường học tập tốt, còn chần chừ gì nữa nào?